Xin chào các bạn đến với kênh YouTube của huawei.vn. Hôm nay tớ sẽ hướng dẫn các bạn dán cái kính cường lực cho đồng hồ Huawei Watch GT. Trên tay tớ là một cái đồng hồ Huawei Watch GT đấy ạ, bản màu cam, dây cam đấy. Còn đây là kính cường lực ạ. Kính cường lực này thì nó chỉ có hai mặt thôi ạ, nên chúng ta dán thì chúng ta chỉ cần bóc một mặt và mặt còn lại là dán trên đồng hồ. Bây giờ thì tôi sẽ dán thử cái kính cường lực này lên cái mặt đồng hồ này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ phải vệ sinh cái mặt đồng hồ cho thật sạch. Đây, sau khi chúng ta làm sạch phần bề mặt của đồng hồ, tiếp theo là chúng ta dán kính lên. Cái này thì nó chỉ cần bóc cái lớp một này ra thôi, căn chuẩn là giúp. Cái kính này thì nó cũng không phun hết nên các bạn căn chuẩn giúp tớ là cho cái viền nó khớp vào cái kính. Thế ạ. Sau đây chúng ta sẽ dùng rẻ chúng ta vuốt cái phần viền nó hết bóng. Vậy là tớ đã dán xong cái kính cường lực cho chiếc đồng hồ. Đây ạ. Thông tin chi tiết về cái kính cường lực này thì các bạn có thể tham khảo qua web huawei.vn hoặc liên hệ trực tiếp với số online của bên mình nhé, 0829 9595 9595. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.